Xem xong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Michael Robinson của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. B này. Chữ O này. Theo là chữ R. Mình sẽ ghép thêm những cái hạt vòng giữa những chữ này. Xanh có, xanh chưa có này, hồng nhạt chưa có này, màu đỏ này, màu cam này. Mình còn bốn cái hạt vòng như này, mình tiếp tục sâu vào trong cái phần này. L này, E này, chữ A này, C này, M, chữ Y, chữ cuối cùng là chữ M nhé. Mình có thể cho thêm một hạt vào nữa rồi đấy. Một chiếc vòng tay mang tên là Michael Ribbon này, à Michael Robinson. Sau đó cho cái phần dây vào đây.
Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc vòng tay với cái tên là Michael Winston, với những cái hạt vòng trang trí nhiều màu sắc như này. Các bạn có thể tham khảo cách làm này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.